nhất trong khoảng thời gian mình thỉnh, đó là mình phải qua cho nhà sư khai quan điểm nhãn lại một lần nữa. Vì đọc tên tuổi của những người đeo, mình con tên này, cái này là con có duyên, thỉnh những cái tượng Phật này đem về phù hộ cho con gì đó hay cả nhà, dạ đem về để mình thờ, mình chịu nó, để mình để trong người trong công việc việc làm ăn của mình nha. Thì đó thì cách quan trọng nhất sau khi thỉnh là mình phải qua cho nhà sư khai quan điểm nhãn. Một bộ thỉnh của mình có cái gì? Ở trong đó có một bức tượng Phật, có một tờ giấy phép màu đỏ, cả nhà, cái tờ giấy phép màu đỏ này mình có thể là để trong cái ví tiền, để trong cái cách tiền. Nếu anh chị mình có ô tô thì mình ép plastic ha cả nhà, để trên ô tô ha cả nhà, để trong cái ví tiền của mình. Có một cái sợi dây của mình đeo tay ha chị mình ha, sợi dây chỉ đeo tay nha, và sợi dây đeo với những cái bức tượng Phật ha chị mình ha, Phật ở trong chùa, quả nít ha cả nhà nha. Lưu ý anh chị mình ở trong một cái khay bức tượng Phật nhỏ để cho anh chị mình thấy có ngoại đường có xả lợi, có ngoại đường có xả lợi ha cả nhà. Xả lợi này là xả lợi của nhà mấy vị sư, mấy vị tăng. Thì chỉ có năm nào mà nhà chùa đấy ạ có xả lợi nhiều thì họ sẽ xin trích những cái xả lợi đó ha cả nhà, để trong những cái bức tượng ha cả nhà con to. Vì xả lợi có cái sự sống thì để cho xả lợi để dạng nó có thể là sinh sôi để nở được ha cả nhà. Không phải là bức tượng nào cũng có xả lợi hết anh chị mà, chỉ có ngoại tượng có xả lợi thôi nhá. Ai mà có duyên đấy ạ thì mình là thỉnh về. Thì ở bên đằng trái tay trái anh chị mình ha cả nhà, đây là chùa Wat Chanawa ha cả nhà, một trong ngôi chùa được gọi là rất là linh thiêng đối với người Thái anh chị mình á. Mình sẽ vào đi theo nít ha cả nhà. Sư chủ trì là ở bên tay trái anh chị mình á, cái hình sư chủ trì nhá. Ông sư này đấy ạ, về những cái công đức của những người nước ngoài đó ha cả nhà, tạo ra lên có một cái ngôi chùa ở tại Boston anh chị mình á, chùa Thái ở tại Boston anh chị mình á. Mình sẽ vô cái bãi đậu xe anh chị mình á, sau đó đấy ạ mình sẽ đi lại tới chùa. Trước tiên anh chị mình á, trước tiên là mình sẽ đi theo đến cả nhà, đi vô cái chính điện cũ. Và cái chính điện cũ lại trước mặt anh chị mình có trùng tu bằng tôn gần 300 năm tuổi, mình lễ ha cả nhà Phật ở tại chính điện cũ trước. Sau đó mình qua cái chính điện mới nha, mình qua cái chính điện mới để mình làm lễ ha cả nhà. Nhà sư sẽ khai quang điểm nhãn cho mình nha. Dạ rồi, mình xuống xe nha, đi vào chùa để mình lễ Phật anh chị mình á. Rồi xin mời. Cũng như vậy các bạn nhà, một cái nơi linh thiêng nhá. Anh chị mình làm phòng cho thông thả ha
qua những chứng nghiệm mới anh chị nhé, thì khó tập trung theo như thế chị nhé, vì lại trong chùa những thành phép to được anh chị nhé, và cho nên đó là mình sẽ quỳ xuống trước mặt nhà sư sẽ làm phép cho mình khai quang tỉnh nhãn, lấy những cái nước tắm phật đã dặn là khó lên trên tay, khó lên trên đầu mình, đem những cái gì mà mình thắng lên này là để chứ không biết. Thế nhiều khi tao luyện gì cũng đó. Thiền. Thiền rồi thiền. Ở nhà trước à. Gửi về ra con, gửi về đó. Có gì hướng dẫn nghe nít. Vô con quỳ kê kế cô nít đó con. Quỳ xuống hy dinh luôn á. Ai không có 20 bạn sử dụng 20 ngàn để trong một con đất.
và cái tòa nhà mà Nick nói là cả nhà mình cứ sửa tòa nhà sửa cũng bỏ hoang gần 20 mấy năm nay, nó từ năm 1997 tới hiện tại hôm nay.